Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Và hôm trước ấy mình có đi review một cái hạc chuyên bộ rồi, một cái hạc chuyên cung rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi review một cái hạc cao chuyên kỵ binh nha các bạn. Và rất là tình cờ khi mà mình ấn vào quả nick này thì nó tới từ kingdom 2634 luôn, một cái kingdom đang cùng cái KVK với mình và thậm chí còn là đồng minh với mình luôn các bạn. Nên chúng ta sẽ cùng xem là đồng minh chuyên kỵ của Rock F2P kỳ này nó chất lượng như thế nào nha anh em. Okay. Trước hết mình phải xem về cấp độ VIP thì hiện tại nick này đang nhập liên tục là 1585 ngày và đang có cấp VIP là VIP 17 rồi. 2.629.000 điểm VIP nha anh em. Ok, VIP 17 mình nghĩ là tốt, đánh nhau được. Đấy, đánh đồng thì mắc VIP 18 mới là mắc binh, VIP 17 mình nghĩ là cũng không tệ. Ở đây chúng ta có sức mạnh là 125 triệu pound, nick này pound rất to luôn anh em. Điểm tiêu diệt là 2 tỷ 2 nha, với tiêu diệt T4 là 66 triệu và tiêu diệt T5 là 78 triệu nha các bạn. Ok, nói chung là điểm tiêu diệt thì mình thấy là cũng được, nhưng mà pound thì rất là cao. Ở KVK trước thì nick này đánh được 34 triệu Q này và chữa lành là 21 triệu lính nha. Tiếp đó về chiếc rương của thần Osiris thì đã win 32 trên 43 trận và rank Olympia, rank cao nhất là rank Hoàng Kim Vinh Diệu nha các bạn. Về nền văn minh thì bạn ấy sử dụng cho mình một cái nền văn minh gọi là thân thiện nhất với người chơi Rise Kingdom rồi, đó là nền văn minh Pháp, khi mà các bạn sẽ được giảm cái tốc độ chữa lành, chính xác hơn là tăng tốc độ chữa lành mới đúng, 20% nha các bạn. Ở mục thông tin thêm thì thậm chí nick này sức mạnh tối đa rất là cao luôn, lên tới là 138 triệu nha, chết là 12 triệu 3, thu hợp tài nguyên 15 tỷ 4 và hỗ trợ tài nguyên là 31 tỷ 9 nha các bạn. Nick này bao cực kỳ to luôn anh em. Ở chi tiết đội quân, rất nhiều lính, 7 triệu 4 lính các bạn, trong đó lên tới là 4 triệu 9 kỵ binh T5, wow. Trong thành phố của mình có đâu đó khoảng 700.000 kỵ T5 các bạn. Nick này rất nhiều lính nha. Bộ binh 932.000 này và cung thủ là 590.000 cung T5 nha các bạn. Đó, xe T5 rất là nhiều, 284.000 xe T5. Nick này có một cái điều đặc biệt, đó là bạn còn nói với mình là bạn đua xịt cái nhà thiên đỉnh vừa rồi cơ các bạn. Ở đây là phía bên trong giao diện thành phố thì bạn ấy trang trí cũng khá là ý ẹ nha anh em. Tôi thấy không có trang trí gì nhiều lắm. Và đây là tòa thị chính thì bạn ấy có được là 32 trên 91 skin nhà nha. Và đang dùng là nơi ở của Thánh Thần, tăng cái phòng thủ kỵ binh của các bạn lên 10%. Bạn ấy có thêm cho mình một cái nhà diệt phi nữa, tăng tấn công cung 10%, sát thương quân man rợ 5%. Và ở dưới này thì bạn ấy có một cái nhà ở chiến binh tối thượng các bạn, tấn công bộ binh cộng 15%, nhưng mà là nhà có thời hạn nha. Và đây có thêm thành bang thần bí, nhà có thời hạn luôn à. Wow. Đây là cái nhà chiến ý hoa sen 30 ngày đợt vừa rồi bạn đua xịt. Nick này chuyên kỵ mà đua được cái nhà này thì quá ngon, nhưng mà rất tiếc là bạn đã xịt các bạn, hơi đen một chút. Bạn này bạn cũng có nói với mình luôn á, nick này cách đây 8 tháng thì bạn ấy có mua lại nhá. Thì vào cái thời điểm đó thì nick chưa có gì nhiều lắm, thì bây giờ bạn đã cày thêm được rất nhiều tướng kỵ, các bạn ấn vào phát thấy toàn kỵ binh rồi. Đầu tiên là có Alexander Nevsky này, bạn có full 8 món cam với 6 món trang bị là đã có Talon rồi nha. Mũ với vũ khí thì chưa phải là đồ KVK nhưng mà mình nghĩ cũng khá là tốt. Phụ kiện bạn sử dụng thì quyết định dùng là cái sừng và cái nhẫn nha các bạn. Vũ trang của Nevsky chúng ta sẽ có lên tới chỉ số khoảng 16% chỉ số kỵ với mọi thiệt hại 1.1. Và cũng rất là nhiều minh văn luôn anh em, có tới 4 cái minh văn là phương trận, phẫn nộ, khát chiến cũng như là ẩu đá nha. Tăng sát thương kỹ năng 2.5, ngon, Nevsky sát thương kỹ năng rất là ngon. Ở hạng vũ bạn cũng đã max skill rồi và đây chúng ta có là 6 món kỵ binh và hai cái phụ kiện thì trông hơi lở một tí anh em. Phụ kiện thì ở đây bạn ấy có trong mình đó là một cái cờ và một cái phụ kiện mưu kế cổ xưa tăng năng lực đội quân nha. Ở set kỵ binh này thì của bạn thì cũng hơi đen ngọc tinh luôn anh em ạ. Còn về vũ trang kỵ binh của hạng vũ thì chúng ta có khoảng 13% chỉ số kỵ, minh văn buông dây, và cái này hơi lạ anh em. Nhưng mà vừa đọc thấy đội hình chữ V thì mình cũng không quan tâm lắm, tại vì đội hình chữ V thì các bạn chỉ có thể đánh với những con tướng công trình tầm xa thôi, nên là không có kích hoạt ở trên những con tướng bình thường nha. Thảm sát, tăng sát thương đòn tấn công thường thêm 1.5% và chiến đấu. Ok, tiếp tục tăng sát thương đòn tấn công thường 1.5. Hai cái thảm sát và chiến đấu này nếu mà các bạn mang trên người con Gogo ấy hoặc là Lưu Triệt, những con tướng có sát thương trừng phạt thì rất là ngon nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có là Heraclius và bạn max skill luôn nha. Wow. Có tướng đét nhà luôn anh em. Và đây bạn trang bị cho mình là 7 món cam, sử dụng mũ KVK, kiếm KVK, nhưng mà nick này đúc đồ hơi đen các bạn, 7 món cam ngọc trinh. Và cái vũ trang Heraclius thì bạn đang dùng là đội hình tam giác. Wow, chỉ số thì hơi lỏi anh em, vũ trang chắc mặc cho có thôi. Rất là ngon nha, mình xem Hera bạn dồn bao nhiêu tượng. Dồn tới 650 tượng ở Heraclius các bạn. Bạn này thì có thể sẽ làm kỳ thủ. Có Justinia này, bạn cũng đã max skill luôn. Chúng ta có là 6 món cam kỵ binh. Nãy giờ mình thấy là 3 set kỵ binh ngọc trinh rồi anh em ạ. Rất là đen, hai món phụ kiện cũng không phải là phụ kiện cam.
Về vũ trang của Justinian, chúng ta có đội hình tam giác với chỉ số kỵ khoảng 14.8% và minh văn khỏe mạnh tăng máu thêm 3.5. Mình kiểm tra về số tượng bạn ấy đã dồn vào Justinian thì ở đây bạn dồn vào là 484 tượng nha. Bạn này có lẽ là key của 2634 à? Có gian Zika bạn cũng đã mắc skill này. Ôi nick này đập đồ rất đen anh em. Ở đây bạn có thêm là 5 món kỵ binh Ngọc Trinh nha, tiếp tục thiếu phụ kiện. Nick này rất là ít phụ kiện cang các bạn. Còn gian Zika này đang sử dụng đội hình ô vuông, giảm tất cả sát thương nhận vào đi 2%. Ngoài ra chỉ số kỵ binh cộng thêm cũng khá là ok, 11.7% nha. Kiểm tra chọc vàng rồi mà con tướng này thì chúng ta sẽ có là 650 tượng vào Justinian. Wow. Có lẽ là bạn này bạn đam mê kỵ binh nên bạn lên hết tướng kỵ các bạn. Sơn Đế Ốc Mắc này, Attila Mắc, Mắc Khứ Bệnh, con tướng kỵ binh mới nhất cũng có luôn, mắc luôn nha các bạn. Saladin Mắc này, Di Song Di Mắc. Kéo man rất là ít nha, chỉ có 1 tỷ 8 thôi. Tào Tháo mắc luôn này, AE, William, Doan Nhạc bạn cũng mắc skill luôn. Có Takeda mắc luôn này, wow, mắc gần hết tướng kỵ rồi anh em. Thành Cát Tư Hãn này, Ishida, CM, Elcid, Minamoto hơi thở của tiền đúng không? Có Cleopatra này đã mắc luôn này, Mộc Lan 5524 nha, Mehmet cũng đã mắc skill, wow. Rất nhiều tướng các bạn. Kỵ binh bạn này bạn mắc cực kỳ nhiều, để xem là mắc hết kỵ binh chưa nào. Như vậy là kỵ binh bạn còn thiếu 3 con nha, đó là Zatviga, Bechan và Chanagupta. Tuy nhiên thì cả 3 con tướng này hiện tại đều đã out meta rồi nên là khỏi lên cũng được. Quan trọng nhất là Hoắc Khứ Bệnh và Justinian, hai tướng kỵ binh mới thì bạn đều đã mắc skill cả rồi nha anh em. Mình sẽ xem thử nick này đánh đồng bằng những đạo gì, 5 đạo chuyên kỵ. Bạn có nhờ mình ghép 5 đạo luôn nhưng mình sẽ xem là bạn đã dùng 5 đạo gì trước. Đạo đầu tiên chúng ta có là Nepki Doan. Đạo thứ hai là Hạng Vũ kết hợp với Mina. Đạo thứ ba là Hoắc Khứ Bệnh William. Đạo thứ tư là Justinian kết hợp với Mehmet. Và đạo thứ năm chúng ta có là Sala AE nha các bạn. Ở đây thì mình nghĩ là 5 đạo kỵ binh này cũng khá là ok rồi, cũng không có thể điều chỉnh được gì nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vẫn đang còn một con tướng mình nghĩ là dùng được tốt hơn AE, đó là con Di Song Di này. Nếu mà là mình thì có thể mình sẽ đánh là Sala Di Song Di các bạn, để cho nó có một chút đánh lan ấy. Ngoài ra thì cái sát thương đánh lan vòng tròn con Di Song Di nó cũng khá là lợi hại. Nhìn chung thì khi mà các bạn đã đánh đến 5 đạo kỵ binh rồi thì chắc chắn là cái đạo thứ tư và thứ năm ấy nó không thể nào mắc binh và khỏe bằng 3 cái đạo 1 2 3 được. Nhưng mà mình nghĩ là 5 đạo của bạn rất là ok rồi, mình cũng không có điều chỉnh gì lắm anh em. Cùng lắm thì thay AE bằng Di thôi. Ở ngoài thì cái nick này bạn còn rất là nhiều tài nguyên đó các bạn. Ở ngoài bạn còn tới khoảng 14 tỷ tài nguyên. Cái này mà ship qua bên 2755 cho mình được tí thì ngon. Mình sẽ kiểm tra về túi đạo cụ nha. Ở đây điểm VIP của bạn đã hết này. Game trong người của bạn cũng không còn được bao nhiêu. Trong khi đó ở ngoài bạn cũng còn là 34.000 game. Và ở đây chúng ta tiếp tục có là túi tài nguyên trong người. Túi tài nguyên trong người của bạn này cũng ít nha. Không có nhiều. Đây là một tăng tốc. Tăng tốc huấn luyện. Đó, cũng còn được tương đối. Mình xem tăng tốc chung. Mới đua thiên đỉnh xịt xong, nick này trông đúng là cái nịt. Mình nghĩ là cái lượng tăng tốc này là bạn ấy cũng mới hồi lại sau khi đua thiên đỉnh thôi. Nếu mà mới hồi lại cũng được nhiều phết. Chứ còn nếu mà hồi đói top 11 mà vẫn có từ này tăng tốc chẳng lẽ lại không úp thêm đúng không? Đây là mục tăng mạnh, có mở rộng đội quân nâng cao 28 cái này, tăng thủ 10% còn đúng một cái. Kho dự trữ cũng hết rồi nha anh em, đua thiên đỉnh hết rồi. Mục thiết bị, bạn này đập đồ rất là đen các bạn. Mình sẽ đếm đồ cam cho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hàng nhân cho 6 là 36 món cam, cộng với đây 3 món nữa là 33, cộng với 1 món farm dưới này nữa là 34 món cam. Trong khi đó bạn nổ ta lần được 1, 2, 3, 4, 5, 6 món cam các bạn. Wow, tính ra tỷ lệ mà 6 trên 35 món thì mình thấy là cũng khá là ok đấy chứ. Nhưng mà bạn này bạn đúc nhiều đồ kỵ quá anh em. 5 cái vũ khí kỵ này, đó, 4 cái nón kỵ nổ 1 này, 4 cái áo kỵ nổ 1, đó, 5 cái giày kỵ nổ 1, ok. Ở đây bạn cũng đúc 5 cái tay kỵ, nhưng mà ở đây có 4 găng tay Nava thì cũng nổ được một găng tay của con Nevsky. Đúc toàn đồ kỵ anh em. Mai mốt tinh luyện rất là khó nha, tại vì các bạn sẽ thiếu mảnh bản vẽ. Trong khi đó chúng ta lại dư rất là nhiều mảnh bản vẽ của bộ với cung các bạn. Về mục vũ trang không có gì này, mục khác 12 đương AE tôi test nhân phẩm thử phát. Ok, cũng không có gì ngon luôn. Vé bay còn đúng 11 vé anh em ạ. Tele của bạn cũng còn rất là nhiều nha, 91 tele vàng này. Ở đây chọc vàng vẫn còn 28 chọc. Sao vàng cũng còn khá nhiều. Ok, như vậy là hòm đồ bạn đã hết rồi. Thì cái nick này hiện tại đang ở cái cụm KVK của mình luôn. Mình sẽ xem cái mục ưa thích xem bạn có lưu cái thư thiên đỉnh sức mạnh và đua xịt không. Nhưng mà sau một hồi kiểm tra thì mình phát hiện ra là bạn này bạn cũng không có gọi là lưu lại cái thư đua thiên đỉnh xịt anh em ạ. Đó, khổ vậy.
Thì cái cụm này ấy cũng là cụm của mình luôn, nên là cái bảng xếp hạng thì mình nghĩ là cũng không có cái gì lạ nếu mà anh em hay theo dõi kênh YouTube của mình. Ở đây mình sẽ chỉ soi về cái bảng sức mạnh cá nhân thôi, thì cái cụm của mình hiện tại Zoda này còn 1.474.000.000 sức mạnh nha anh em. Đó, top 2 Fluffy Pony còn 712 triệu này, top 3 Cybox còn 697 triệu. Cụm này là cụm của mình đấy anh em, ông này power rất là cao, hiện tại đang top 66. Về top Q cá nhân thì nick này Qpoint 2 tỷ hiện tại đang ở top 528 nha. Đó, cụm này thì cụm của mình, anh em hay xem mình thì xem livestream và xem video của mình thì thấy nhiều rồi ấy. Cụm này thì có cái là có 1002 này thì hơi nông dân một tí, cũng là một cái điểm nhấn. Chứ cũng không có gì hết anh em. Đó, mình sẽ xem là liệu nick này nạp pha lê cỡ nào nha. Ấn vào đây, mình sẽ kiểm tra mục tiêu pha lê. Hiện tại là bạn này bạn đã tiêu diệt được là 8 triệu 2 lính rồi, cũng khá là nhiều. Đánh với các bot 2605 mà tiêu diệt được 8 triệu 2 là cũng nhiều chứ. Bạn cũng đã xài là 30 triệu pha lê nha, 30 triệu pha lê mà trong 11 ngày thì mình cũng không biết là có nạp pop up không anh em nhỉ. Mình nghĩ là chắc là cũng có nạp một hai gói gì đấy thì mới lên được tầm này pha lê đúng không? Chứ nếu mà chỉ nạp hai gói cơ bản thì chắc không lên được. Bạn này thì chắc là cũng thuộc cái dạng người chơi là vẫn đang nạp live ride. Đây, chúng ta có gói game này và gói vật liệu tuần. Nhưng mà đợt này thì bạn quyết định không chơi nạp lại anh em ạ. Mình thấy là có cả tặng phẩm viễn cổ ấy, có cả nạp lại mà không chơi là hơi phí nha. Tại vì đằng nào bạn ấy cũng phải nạp mấy gói tháng mà. Nếu mà là mình ấy, mình sẽ nạp tranh thủ mấy gói tháng để ăn lên được bao nhiêu thì ăn, đồng thời ăn nạp lại này luôn. Tại vì đằng nào các bạn cũng phải nạp thôi à. Trừ khi là các bạn quyết định là cái nick này không bao giờ các bạn nạp tiền nữa. Chứ còn không thì những cái đợt mà nạp lại ấy, trùng với tặng phẩm viễn cổ nạp rất là ngon. Đó, hiện tại thì 2634 mình thấy là cũng quà 31 rồi. Bên này các bot nạp cũng rất là ghê này. Bên mình tầm này các bot nạp lai rai lắm anh em. Chính xác hơn là bên mình cũng còn bot quái đâu. Rally pháo đài ác này. Hiện tại thì 2634 cùng KVK với mình thì cũng đã đổi hướng xuống dưới rồi. Cánh trên này thì chắc là cũng lấy được hai cái thành lũy. Mình xem đây là thành lũy con gì nào. Con Mehmet và con Ferdic nha. Nhưng mà không lấy được Ferdic rồi, nhưng mà lấy được Mehmet. Mình sẽ xem là bạn này vẫn làm thành lũy Mehmet được chưa. Thành lũy Mehmet cấp 8 luôn nha anh em. Ok. Bên mình ở trên kia thì hên hơn lấy được đủ hai cái thành lũy các bạn. Đó, và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn show cho anh em trong cái video review account GOW Hades tới kỳ đầm 2634 nha các bạn. Đó, bạn này thực ra là một cái nick chuyên kỵ, mình nghĩ rất là ngon, đánh đồng được và đặc biệt là có kỳ công kỳ thủ luôn. Đó, nhưng mà nạp tech mùa này nếu mà nạp như vậy thì cũng rất là khó để đánh với các bot phía 2605 anh em ạ, tại vì 2605 họ nạp nhiều á. Đó, nick này về set đồ kỵ là mình thấy cũng được, nói chung là cũng rally được, nhưng mà cụm này rally chắc cũng hơi vất vả. Ok. Và nếu mà các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những cái video review account trong tựa game Rise Kingdom, hoặc chính cái account của các bạn cũng có những cái thú vị thì các bạn có thể nhắn tin cho mình thông qua link Discord ở dưới phần mô tả nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.